Chân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023. Và sau đây xin kính mời quý khán thính giả theo dõi chi tiết của các bản tin trong ngày. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ châu Âu. Tuyết rơi dày đặc khiến cho nhiều tiểu bang của nước Đức bị tê liệt. Đa số các tiểu bang của nước Đức đã phải hứng chịu tuyết và nhiệt độ đóng băng trong nhiều ngày qua, riêng tại tiểu bang Baravia, tuyết rơi dày đặc từ đầu tháng 12 gây ra tình trạng hỗn loạn. Nhiều chuyến bay và nhiều chuyến xe lửa đường dài ở Munich phải bị hủy bỏ. Những ngôi chợ Giáng sinh phải đóng cửa và một trận túc cầu đã bị hủy bỏ. Khoảng 760 chuyến bay đến và rời phi trường Munich bị hủy bỏ hôm 3 tháng 12. Sau lần đầu tiên tạm ngừng hoạt động, phi trường này tiếp tục thông báo đóng cửa cho tới khi tình hình được giải quyết một hành khách cho biết như sau, mọi thứ đều đóng cửa. Quý vị phải kiên nhẫn, không thể làm gì được. Mada Sokoza là một hành khách bị mắc kẹt tại phi trường Munich cho hay. Tuyết bao phủ sân vận động Allianz Arena của câu lạc bộ Bayern Munich. Trận đấu giữa Bayern Munich và Union Berlin trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia của Đức Bundesliga cũng đã bị hủy bỏ. Phát ngôn viên của cảnh sát tại Munich cho hay, họ đã yêu cầu người dân phải không sử dụng xe hơi trừ khi thực sự cần thiết. Dân chúng tại một số vùng ở phía nam Bavaria được yêu cầu không rời khỏi nhà. Từ Peru, thưa quý vị, một nhóm vũ trang đột kích vào một mỏ vàng, bắt bốn con tin và làm thương vong hàng chục người. Bộ Nội vụ của Peru ngày hôm qua cho biết có 9 người bị thiệt mạng và 15 người bị thương sau khi một nhóm vũ trang đã đột kích vào mỏ vàng Posedosa ở nước này sử dụng chất nổ và đã bắt giữ bốn con tim trong một tuyên bố bộ nội vụ của peru cho biết một nhóm tội phạm có vũ trang đã tiến vào mỏ vàng poderosa ở tỉnh patas và đã sử dụng chất nổ đụng độ dữ dội với nhân viên bảo vệ của công ty và bắt giữ bốn người làm con tin trong số những người bị thiệt mạng có bảy nhân viên bảo vệ đã cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công bên cạnh đó còn có hai thợ mỏ giới chức cho biết hai thợ mỏ đã thiệt mạng khi nhóm tấn công ném chất nổ vào hầm mỏ này Bộ Nội vụ của Peru thông báo có 15 người bị thương, nhưng truyền thông nước này sau đó đã đưa con số lên là 23 người. Và cũng theo Bộ Nội vụ của Peru cho biết, cảnh sát đã kiểm soát được tình hình, 7 người đã bị bắt và nhiều vũ khí đã bị tịch thu. Họ cho biết thêm là đã ra lệnh cho lực lượng đặc nhiệm đến khu vực để hỗ trợ cho cảnh sát địa phương. Giới chức cho hay họ vẫn đang điều tra về động cơ của vụ tấn công, theo hãng tin AFP dẫn thông tin từ báo chí Peru. Khai thác mỏ là một trong những động cơ của nền kinh tế Peru, chiếm hơn 8% tổng sản phẩm quốc nội. Peru là một nước sản xuất đồng lớn hàng thứ hai trên thế giới và đồng thời là quốc gia sản xuất vàng và bạc quan trọng, cũng theo hãng tin Reuters đưa tin. Trước đó vào tháng 5, đã có ít nhất 27 công nhân bị thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ở tại mỏ vàng nằm vào khu vực Arequipa, phía nam của Peru. Đức Giáo hoàng Francis kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới hãy tạo ra bước ngoặt tại hội nghị COP28 trong bài phát biểu tại hội nghị lần thứ 28 của các quốc gia tham gia công ước sơ bộ của Liên hiệp quốc về tình trạng biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP28, đang diễn ra tại Dubai. Đức Giáo hoàng Francis kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới hãy tạo bước ngoặt tại hội nghị lần này, cũng như là thúc đẩy tiến trình chuyển đổi sinh thái để cứu hành tinh của chúng ta trước tình trạng biến đổi khí hậu như hiện nay. Tuy nhiên, tiến trình chuyển đổi cũng phải có hiệu quả, có tính ràng buộc, dễ giám sát được và dễ áp dụng cho bốn lĩnh vực gồm hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo, chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch và giáo dục để cho con người chúng ta giảm sự phụ thuộc vào các loại nhiên liệu được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng nóng lên của toàn cầu. Lời phát biểu của Đức Giáo hoàng Francis do thủ tướng tòa thánh Vatican là Đức Hồng y Pietro Parolin thay mặt ngài đọc tại hội nghị COP28 bởi vì Đức Giáo hoàng không thể đến tham dự theo như kế hoạch vì lý do sức khỏe. Đức Giáo hoàng Francis coi vấn đề bảo vệ sinh thái là một trong những trọng tâm chính trong nhiệm kỳ của ngài. Vào hồi tháng trước, Đức Giáo hoàng Francis cũng đã công bố thêm một tài liệu về các thách thức khí hậu Ngài kêu gọi các nền kinh tế trên thế giới hãy ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Từ nước Nga, thưa quý vị, nước Nga buộc thêm tội mới cho nhà bất đồng chính kiến đang ở tù là ông Alexei Navalny. Alexei Navalny là lãnh tụ đang ngồi tù của phe bất đồng chính kiến ở tại Nga, lại vì vừa bị công tố viện của Nga buộc thêm các tội mới. Người tù chính trị 47 tuổi này đang thọ án tù hơn 30 năm, sau khi bị xét xử là phạm nhiều tội, trong đó có tội cực đoan, là tội trạng mà mọi người ủng hộ ông coi là động lực chính trị. Trong lời bình luận gửi cho các cộng sự viên của mình, ông Navani nói rằng ông bị kết tội chiếu theo Điều 214 của Bộ Luật Hình Sự, trong đó có tội phá hoại các công trình công cộng. Ông nói rằng tôi cũng không biết tin mới nhất này có liên quan đến tôi là tin buồn, tin khôi hài hay là tin vô lý nữa. Ông đã nhờ phe của mình đưa ra lời bình phẩm đó ở trên trang mạng xã hội. Tôi chẳng hề biết đến điều 214 nói về cái gì và cũng không có tài liệu nào ở đây để tham khảo nữa. Các bạn sẽ biết rất rõ hơn. Nhà bất đồng chính kiến Navani nói rằng những lời buộc tội đó nằm ở trong ý đồ của Điện Cẩm Linh muốn gán cho ông thêm các tội hình sự cứ mỗi 3 tháng một lần. Ông nói rằng từ trước cho đến nay chưa hề có một tù nhân nào bị biệt giam hơn một năm nay lại có một cuộc sống xã hội và chính trị phong phú cho đến thế. Ông Navani là một trong những người chống đối lại Tổng thống Nga Vladimir Putin gay gắt nhất và được cả thế giới biết đến về thành tích chống nạn tham nhũng trong giới cầm quyền. Và ông cũng đã từng lãnh đạo những cuộc biểu tình lớn để chống lại Điện Cầm Linh. Vị cựu luật sư này bị kết án tù hồi năm 2021 sau khi quay trở về Nga từ nước Đức, nơi ông được cứu chữa ra khỏi căn bệnh tê liệt thần kinh mà theo ông là do điện cầm linh đầu độc ông. Chính phủ Hoa Kỳ hối thúc do Thái hãy bảo vệ cho thường dân ở Gaza. Phát biểu tại diễn đàn Quốc phòng Reagan ở thành phố Simi Valley, tiểu bang California, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là tướng Lloyd Austin nói rằng ông đã biết được vài điều về chiến tranh đô thị khi ông tham chiến ở Iraq và chỉ huy chiến dịch chống lại phe quốc gia Hồi giáo IS tự xưng. Ông nói như sau, IS cũng bám sâu vào các khu vực đô thị. Liên minh quốc tế chống IS đã cố gắng bảo vệ cho thường dân và lập ra nhiều hành lang nhân đạo, ngay cả trong những trận chiến cam go nhất. Tướng Lloyd Austin đã hối thúc các nhà lãnh đạo của Do Thái hãy tránh thương vong cho thường dân, đồng thời ngăn chặn bạo lực đối với những người định cư ở khu vực bờ Tây ông nhấn mạnh như sau trong kiểu giao tranh này trọng tâm là thường dân nếu quý vị khiến cho thường dân ủng hộ cho kẻ thù thì do thái sẽ bị thất bại về chiến lược thay vì chiến thắng về mặt chiến thuật hoa kỳ sẽ tiếp tục hối thúc do thái bảo vệ cho thường dân và bảo đảm nguồn viện trợ nhân đạo dồi dào hơn lời bình luận của tướng Lord Austin được đưa ra khi các giới chức Hoa Kỳ gia tăng lên tiếng lời cảnh báo do Thái về giai đoạn tiếp theo của chiến dịch ở Gaza sau khi lệnh ngưng bắn tạm thời hết hạn hôm 1 tây tháng 12 vừa qua. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cảnh báo rằng chiến dịch ở miền Nam giải Gaza phải được thực hiện chính xác hơn những gì mà Do Thái đã làm ở miền Bắc. Người đứng đầu ngũ giác đài nhấn mạnh rằng Do Thái có nghĩa vụ đáp trả cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Tuy nhiên, tướng Lo Austin lập luận rằng điều quan trọng đó là các đồng minh phải hợp tác với nhau để ngăn chặn thương vong đối với thường dân, đặc biệt là khi cuộc xung đột kết thúc. Lực lượng không quân Hoa Kỳ đã chuyển hơn 27 tấn vật tư y tế, quần áo ấm và thực phẩm cho người dân ở giải dạ Gaza hồi đầu tuần này. Nhiều chuyến bay chở hàng viện trợ dự kiến sẽ đến Gaza trong những ngày sắp tới. Tin đến từ nước Pháp, thưa quý vị, một vụ đâm dao đã xảy ra ngay ở gần tháp Eiffel khiến cho một du khách bị thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 8 giờ tối ngày 3 tháng 12, khi một người đàn ông dùng dao tấn công vào một cặp vợ chồng du khách ở trên phố Quai de Grenelle, ngay ở trung tâm của thủ đô Paris, chỉ cách tháp Eiffel có vài mét, khiến cho một công dân Đức bị thiệt mạng. Trong lúc bị cảnh sát truy đuổi, thì người này đã dùng búa tấn công thêm hai người nữa. Cảnh sát đã phải dùng súng điện để khống chế và đã bắt được nghi phạm. Bộ trưởng nội vụ của Pháp là Jean Damanan cho biết, nghi phạm là công dân Pháp gốc Iran, 26 tuổi, đã bị bắt và bị cáo buộc giết người và giết người bất thành. Anh ta đã hét lên Allahu Akbar, tức là Thánh Allah vĩ đại, và nói với cảnh sát rằng rất buồn bởi vì có nhiều người Hồi giáo đang chết ở Afghanistan và Palestine, cũng như là tình hình ở tại giải Gaza. Nghi phạm này đã từng bị kết án 4 năm tù vào năm 2016 vì lên kế hoạch cho một vụ tấn công và nằm ở trong danh sách theo dõi của cơ quan an ninh Pháp. Anh ta theo đạo hồi và mắc chứng rối loạn tâm thần. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi lời chia buồn đến gia đình của du khách người Đức bị thiệt mạng trong cuộc tấn công ở Paris. Ông Macron đang ở trên trang mạng X rằng giờ là lúc công lý phải được thực thi. Còn Thủ tướng Elizabeth Borg thì cho biết chúng tôi sẽ không nhân nhượng cho chủ nghĩa khủng bố nước Pháp đã phải hứng chịu một số các cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Trong đó có vụ tấn công liều chết và xả súng ở Paris vào tháng 11 năm 2015 do nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng thực hiện, khiến cho 130 người thiệt mạng. Các vụ tấn công tạm lắng trong những năm gần đây, mặc dù giới chức cảnh báo mối đe dọa vẫn còn. Căng thẳng gia tăng ở Pháp, nơi có đông đảo cộng đồng người Do Thái giáo và Hồi giáo. Sau cuộc tấn công của Hamas vào trong lãnh thổ của Do Thái vào ngày 7 tháng 10 và chiến dịch đáp trả của Do Thái vào giải Gaza sau đó, An ninh ở thành phố Paris cũng được đặc biệt chú ý khi nước Pháp chuẩn bị đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2024. Vào tháng trước, một giáo viên tên là Dominic Berna đã bị một thanh niên hồi giáo cực đoan gốc trẻ nhà sát hại ở tại thị trấn Arras nằm về miền bắc của nước Pháp. Một cảnh sát New Zealand gốc Việt được ghi ơn vì đã cứu mạng người. Một trung sĩ cảnh sát thuộc vùng Vịnh Hagi của New Zealand mới đây đã nhận được danh hiệu quốc gia vì đã cố gắng cứu mạng một người đàn ông có nguy cơ bị chết đuối trên sông Wairara vào đêm giao thừa cách đây 2 năm. Trung sĩ Willie Chen được trao tặng giải thưởng dũng cảm thuộc Hiệp hội Nhân đạo Hoàng gia New Zealand tại một buổi lễ trao giải ở Hastings. Trung sĩ Willie Chen cho biết như sau, Khi tôi đang tham gia tuần tiểu tại Maya cho sinh hoạt để đón mừng tân niên thì chúng tôi nhận được một tin báo về một người có hành động đáng ngờ ở khu cấm trại Wairoa. Nghe thấy tiếng động, tôi nhanh chóng phát hiện ra nghi gan không mặc áo, và người này ngay lập tức bỏ chạy. Ông ấy tiến đến bờ sông và không còn nơi nào để chạy, cho nên ông ta quyết định nhảy xuống dòng sông. Trung sĩ Willian nói tiếp như sau, có lẽ ông ấy bơi được nửa đường và chợt nhận ra có gặp đôi chút khó khăn khi cố gắng bơi ngược dòng trong một thời gian dài. Nước sông chảy xiết và trời thì vẫn tối. Người đàn ông kia bắt đầu bị chìm sau khoảng 20 phút dễ dùa dưới nước. Trung sĩ cảnh sát Will Trần đã bơi về phía người đàn ông và người này dằn co với cảnh sát viên này trong gần 40 phút đồng hồ trong lúc cả hai người phải chống chọi với dòng nước. Người đàn ông kia được đưa tới bệnh viện Guadalajara để được điều trị và sau đó bị bắt giam hiệp hội nhân đạo hoàng gia là một tổ chức từ thiện trao giải thưởng cho những hành động quả cảm trong việc cứu mạng người ủy ban này đã suy xét hàng loạt các yếu tố gồm có mức độ rủi ro cho tính mạng của người được đề cử thời gian diễn ra sự việc tính kiên trì và tác động của môi trường xung quanh thí dụ như bóng tối và điều kiện về thời tiết việc nhận được giải thưởng này phản ánh sự cống hiến và sẵn sàng cứu mạng người khác của người nhận đại diện sở cảnh sát cho biết như trên. Riêng trung sĩ Willy Tran đã bày tỏ lòng khiêm tốn với nhật báo *Hawkeye Today* khi được trao giải thưởng nói trên. Trở lại với chương trình tin tức, thưa quý vị, sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ. Nước Mỹ tính khai triển phi đạn mặt đất mới ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Quân đội Hoa Kỳ có kế hoạch khai triển phi đạn tầm trung phóng từ mặt đất ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tức là vùng Indo Pacific vào năm tới. Thiết lập pho vũ khí đầu tiên của Washington ở tại khu vực kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Nikkei Asia được đăng tải mới đây, ông Rob Phillips là người phát ngôn của đơn vị lục quân thuộc về Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết là các phương án đang được xem xét, bao gồm có một số phiên bản ở trên đất liền của phi đạn Standard Missile 6, tức là SM-6 và phi đạn hành trình Tomahawk. Tầm bắn của các phi đạn được xem xét nằm ở trong khoảng từ 500 đến 2.700 cây số. Đây sẽ là lần đầu tiên nước Mỹ khai triển những phi đạn như vậy kể từ khi Hiệp ước Lực lượng Nguyên tử Tầm Trung hết hạn vào năm 2019. Hiệp ước được ký giữa Hoa Kỳ và Liên Xô vào năm 1987 đã cấm đôi bên phát triển và sở hữu phi đạn phóng từ mặt đất có tầm bắn nằm ở trong khoảng từ 500 đến 5.500 cây số. Theo chuyên gia Ankit Panda, nghiên cứu viên cấp cao ở tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie. Thì lục quân Hoa Kỳ sẽ khai triển các đơn vị phi đạn tầm trung, chủ yếu là tới lãnh thổ Rào Guam ở Tây Thái Bình Dương. Mục đích của việc này là cung cấp sự hỗ trợ nhanh chóng cho các đồng minh của Washington ở tại Á Châu trong trường hợp khẩn cấp. Hiện tại, Nhật Bản và Philippines không muốn tiếp cận các lực lượng mới của Mỹ vì lo ngại sẽ trở thành mục tiêu trực tiếp trong một cuộc khủng hoảng, theo tờ Nikkei Asia. Thư ký báo chí của tòa bạch ốc bà Karin Jean Pierre hồi đầu năm nay cho biết Hoa Kỳ không có kế hoạch khai triển phi đạn mặt đất mới ở tại Nhật Bản. Defense One lưu ý việc Hoa Kỳ khai triển hệ thống phi đạn mới đánh dấu một sự thay đổi chiến lược ở Thái Bình Dương. Phản ảnh mối lo ngại ngày càng tăng của Hoa Thịnh Đốn về việc Bắc Kinh mở rộng quân sự và cách phản ứng đáng chú ý của Trung Quốc ở trong khu vực. Nó cũng chỉ ra một chiến lược địa chính trị rộng lớn hơn của Hoa Kỳ để nhằm duy trì sự ổn định và ngăn chặn các xung đột tiềm tàng ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Một thực khách kiện nhà hàng vì món salad bị nghi là có trộn lẫn một phần của ngón tay người. Hãng thông tấn AP mới đây đưa tin một nữ khách hàng ở tiểu bang Connecticut đã để đơn kiện chuỗi cửa tiệm bán đồ ăn nhanh Chop vì cho rằng món salad mà cô được phục vụ có chứa một mảnh ngón tay của một người quản lý tại đây. Cô Alison Cozy đã kiện lên tòa án. Cô nói rằng cô đã gọi món salad tại một chi nhánh của chuỗi cửa tiệm chóp ở khu vực Mount Kisco hồi tháng 4 năm nay. Trong lúc thưởng thức món salad thì cô nhận ra là cô đã nhai phải một vật thể lạ mà cô cho là một phần của ngón tay người. Theo cô, đây là một mẫu ngón tay của người quản lý được trộn lẫn với các thành phần khác của món ăn. Theo hồ sơ của tòa án, Người quản lý của nhà hàng này đã vô tình cắt đứt một mảnh da của ngón tay của ông khi ông đang cắt món rau arugula. Sau khi bị đứt tay thì ông đã tới bệnh viện để kiểm tra. Thế nhưng món rau xà bị dính mảnh da của ông lại vẫn tiếp tục được đưa ra cho nữ thực khách nói trên. Cô Cozy cho hay, trong đơn kiện, cô bị các tổn thương bao gồm cô bị sốc, bị hoảng loạn, bị đau nửa đầu, bị suy giảm nhận thức, buồn nôn, chóng mặt và bị đau cổ và vai do ăn phải món salad nói trên. Hồ sơ của cơ quan y tế thuộc tiểu bang New York cho thấy, hệ thống của cửa tiệm Chop đã bị phạt 900 Mỹ Kim. Nữ thực khách nói trên cũng cho biết rằng bản thân cô đang yêu cầu những khoản bồi thường tổn thương khác Tuy nhiên, phía luật sư của cô nói rằng cô không muốn lên tiếng về những gì đã xảy ra. Trong khi đó, đại diện của chuỗi cửa tiệm Job vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ hãng thông tấn AP. Nổ súng xảy ra ở bên ngoài nhà hàng nổi tiếng ở New York là nhà hoàng J.G. Mullen và nghi phạm yêu cầu đồng hồ của nạn nhân. Theo các nguồn tin của cảnh sát địa phương, tiếng súng đã nổ ra bên ngoài một nhà hàng mang tính biểu tượng ở Upper East Side. Khi mà một khách hàng từ chối giao đồng hồ của mình cho một kẻ trộm. Vụ tranh chấp diễn ra bên ngoài nhà hàng JG Merlin, là một cửa hàng bánh hamburger nổi tiếng ở góc đường 74 và đại lộ số 3, ngày trước 4 giờ chiều. Nguồn tin cảnh sát cho biết, hai người đã tiếp cận một người đàn ông 22 tuổi đang đợi bàn và yêu cầu anh ta phải giao chiếc đồng hồ. Một cuộc xung đột xảy ra sau đó và những nghi phạm đã nổ súng một hiệp. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết rằng không có ai bị thương do tiếng súng nổ hai nghi phạm đã nhảy lên một chiếc xe gắn máy và bỏ chạy về phía nam ở trên đại lộ số 3. Hiện nay, cảnh sát vẫn chưa bắt giữ được các nghi phạm và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. J.G. là một nhà hàng nổi tiếng với danh sách dài những người nổi tiếng vẫn thường xuyên lui đến, bao gồm có cả người dẫn chương trình Food Network là Bobby Flay, người đã gọi đây là tiệm bánh hamburger ngon nhất của thành phố. Burger và món khoai tây chiên của nhà hàng này thường thu hút hàng dài người dân New York bất chấp vụ nổ súng, nhà hàng này vẫn mở cửa để phục vụ bữa tối vào tối cuối tuần và đã nói với The Post rằng họ quá bận rộn với bữa tối cao điểm cho nên không thể nói về vụ việc khi được liên lạc qua điện thoại. Nhà hàng nổi tiếng này mở cửa vào năm 1972 và nó cũng được giới thiệu ở trong bộ phim mang tên là Kramer and Kramer vào năm 1979 của Mary Strip và Dustin Hoffman. Một thanh niên tại tiểu bang Illinois bị bắt giữ và bị truy tố về tội mưu sát trong vụ bắn trọng thương một bé gái chỉ mới 9 tháng tuổi trước tiệm McDonald ở thành phố Chicago. Theo đài Fox 32 mới đây loan tin, bị cáo có tên là Kenneth Mosby, 23 tuổi, bị bắt giữ ở Maywood và bị truy tố về tội mưu sát cũng như hành hung nghiêm trọng. Vụ nổ súng xảy ra khi người mẹ của bé gái này vô tiệm McDonald trong khu phố Washington Park và để lại đứa con của bà trên xe với người bạn trai. Khi chở ra xe, người mẹ nhìn vô kính chiếu hậu thấy đứa bé bị chảy máu mũi. Thế nhưng cô không nghi ngờ gì vì đứa bé bị cảm suốt mấy ngày qua. Người mẹ liền xuống xe, mở cửa sau và lúc này cô mới nhận thấy là đứa bé bị chảy máu rất nhiều cho nên cô nhảy lên ghế tài xế để lái xe tới Bệnh viện Di động Corner. Đứa bé bị nguy kịch do bị trúng đạn như lỗ tai và trên lông mày bất mắt trái Cảnh sát không nói rõ tình huống bị cáo Mosby nổ súng như thế nào và sự việc vẫn đang được cảnh sát địa phương tiếp tục điều tra. Trong lĩnh vực địa ốc, theo Business Insider, lãi suất vay thế chấp đã tăng vọt đến hơn 77% trong những tháng gần đây do cuộc chiến chống lạm phát của cơ quan dự trữ liên bang. Các khoản vay đắt đỏ đến mức mà nhiều người Mỹ nghèo hơn đã bị đẩy phăng ra khỏi thị trường nhà ở. Theo dữ liệu của Business Insider thì cứ 3 người mua nhà thì lại có một người đang trả toàn bộ bằng tiền mặt, thay vì là thế chấp để mua nhà. Hơn 1 phần 3 số nhà đang được mua bằng tiền mặt với khả năng chi trả thấp và lãi suất thế chấp cao, khiến cho người Mỹ nghèo hơn sẽ phải rời khỏi thị trường nhà ở. Tháng 9 vừa qua, chứng kiến tỷ lệ giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt cao nhất, với giá là 34.1% kể từ năm 2014. Trong một phân tích về 40 thành phố đông dân nhất ở nước Mỹ, đó là dấu hiệu cho thấy những người Mỹ giàu có hơn đang chiếm tỷ lệ lớn hơn trong số những người mua nhà. Trong bối cảnh lãi suất thế chấp cao ngất ngường, khiến cho phần còn lại của dân số bị gạt ra ngoài thị trường. Theo dữ liệu mà Hiệp hội Môi giới Địa ốc Quốc gia chia sẻ với Business Insider, thì khả năng chi trả nhà ở của người Mỹ đã giảm xuống đến mức thấp nhất kể từ năm 1985 trong quý 3. Lãi suất thế chấp đã tăng vọt là một yếu tố khiến cho việc mua nhà trở nên đắt đỏ. Theo Freddie Mac, khoản thế chấp có lãi suất cố định trung bình kỳ hạn 30 năm đã tăng từ 3.2% vào tháng riêng năm 2021 lên đến là 7.4% tính đến hôm thứ Năm do cuộc chiến chống lạm phát của Fed khiến cho ngân hàng trung ương tăng chi phí đi vay. Những người sở hữu nhà hiện tại cũng đã chọn cách bám vào mức lãi suất thế chấp thấp kỷ lục mà họ đã chốt được trong vòng 15 năm qua. Chỉ có 1% người Mỹ bán nhà trong nửa đầu của năm nay khiến cho thị trường nhà ở bị thiếu nguồn cung. Phóng viên chuyên về dữ liệu là Dana Anderson đã viết trong một báo cáo rằng những người Mỹ giàu có, có đủ khả năng chi trả tiền mặt, sẽ có nhiều khả năng mua nhà hơn ở trong một thị trường nhà đắt đỏ như vậy. Khi thu nhập cần thiết để mua nhà cao hơn bao giờ hết và lãi suất thế chấp tăng cao khiến cho việc mua nhà bằng tiền mặt và hoàn toàn tránh được gánh nặng lãi suất đã trở nên hấp dẫn hơn. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Cây thông noi năm nay không thiếu, thế nhưng khó có được giá rẻ. Cũng như mọi năm, vừa hết lễ tạ ơn thì người dân Mỹ bắt đầu đi mua cây thông về để trang trí nhà cửa nhân dịp lễ Giáng sinh. Các trang trại trồng cây thông Noel năm nay hứa là sẽ có đủ hàng để bán. Thông thường, nếu trồng một cây thông Giáng sinh phải mất từ 8 cho tới 10 năm. Theo Hiệp hội Cây thông Noel Quốc gia cho hay, và Hiệp hội này đại diện cho các trang trại trồng loại cây này. Giám đốc của Hiệp hội nói trên cho biết như sau, Tôi chưa bao giờ nghe thấy có nơi nào tại nước Mỹ mà người ta không mua được cây thông Noel từ trước cho tới nay và tôi nghĩ năm nay cũng vậy thôi. Ông Tim O'Connor là giám đốc điều hành hiệp hội nói trên cho biết. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng nguồn cây thông Noel năm nay rất eo hẹp. Cho nên các trang trại cho biết rằng họ sẽ tăng giá bán sỉ cho các công ty bán lẻ những cây thông Noel, thế nhưng họ sẽ tăng ít hơn so với giá của năm ngoái. Hồi tháng 9 vừa qua, Hội đồng cây thông Noel thật gọi tắt là ACTB là Hiệp hội Thương mại về Kỹ nghệ, khảo sát 49 trang trại trồng cây thông Noel về quan điểm của họ cho mùa Giáng sinh năm nay. Các trang trại này cung cấp 2 phần 3 số lượng cây thông Noel tươi cho cả nước Mỹ. Theo kết quả của cuộc khảo sát, năm nay 25% số các trang trại dự trù sẽ tăng giá từ 5% cho tới 15% giá bán sỉ cho các công ty bán lẻ trong khi năm ngoái có tới 71% số trang trại tăng giá như thế. Gần một nửa số trang trại nói rằng họ sẽ tăng giá bán sỉ dưới 5%, còn 27% số trang trại cho biết rằng họ sẽ không tăng giá. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia là ông John Kirby thừa nhận, Tòa Bạch Cốc hiện nay đang rất cần nguồn tài trợ bổ sung để tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Ông Kirby cho hay, thực tế, chính quyền của Tổng thống Joe Biden chỉ còn thời gian đến cuối năm nay trước khi việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine trở nên thật sự khó khăn. Giới chức Hoa Kỳ nhận định, trong bối cảnh Nga sắp mở chiến dịch mới tấn công vào các hạ tầng cơ sở quan trọng của Ukraine, và dù Washington và Kyiv đã làm việc tích cực trong nhiều tháng qua để chuẩn bị đối phó với chiến dịch này, nhưng hai nước vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm để hỗ trợ cho Ukraine và chúng tôi cần Quốc hội thông qua nguồn tài trợ bổ sung để có thể duy trì cung cấp vũ khí phòng không và thiết bị bảo vệ cũng như vật tư dự phòng cho Kyiv. Ông Kirby nhấn mạnh, Quốc hội Hoa Kỳ cần thông qua bổ sung nguồn bổ sung càng sớm càng tốt. Trong nhiều tuần qua, chính quyền của Tổng thống Biden vẫn chưa thành công để trình Quốc hội thông qua gói tài trợ an ninh quốc gia mới cho Kyiv. Gói hỗ trợ này trị giá khoảng 106 tỷ Mỹ kim, được phân bổ cho Israel, Ukraine và Đài Loan kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Ukraine số vũ khí quân sự trị giá là hơn 76 tỷ Mỹ Kim, cùng với các khoản hỗ trợ khác. Tuy nhiên, gần đây, Hoa Kỳ cảnh báo rằng nguồn vốn sẵn có đang dần cạn kiệt. Trong một diễn biến có liên quan, Ukraine nói là vẫn tiếp tục bị Nga oanh tạc bằng máy bay không người lái. Nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia phải đối mặt với nguy cơ lớn vì hai đường dây cấp điện cuối cùng đã bị cắt. Theo Pravda, trong ngày 3 tháng 12 tức là hôm qua không quân Ukraine đã thông báo về việc Nga khai triển máy bay không người lái oanh tạc các khu vực Kherson và Kirovograd hiện nay vẫn chưa có thông tin cụ thể về số lượng máy bay không người lái và thiệt hại do cuộc oanh tạc gây ra Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu người dân Ukraine hãy tập trung lắng nghe cảnh báo oanh tạc và đồng thời tìm nơi trú ẩn an toàn trong những ngày tới thưa quý vị sau đây là phần tin Á Châu Nhật Bản và Nam Hàn nối lại các cuộc đối thoại kinh tế sau gần 8 năm bị đình trệ. Hãng thông tấn John Hap mới đây trích dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết rằng hai bên đã đồng ý thực hiện một cuộc họp thượng đỉnh tại thủ đô Hán Thành vào cuối tháng 2, tháng 12 năm nay. Việc hai quốc gia, Nam Hàn và Nhật Bản, nối lại các cuộc thảo luận kinh tế cao cấp song phương là sự kiện mới nhất trong hàng loạt các hành động cải thiện mối quan hệ giữa hai nước sau những tranh cãi liên quan tới vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến tranh. Tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tức là khối NATO vào tháng 7 vừa qua, thủ tướng Nhật Bản là ông Fumio Kishida và tổng thống Nam Hàn là ông Yoon Suk Yeol đã đồng ý nối lại các cuộc đối thoại về kinh tế và hai bên cũng đã khẳng định sự cam kết thực hiện. Những sự kiện này trong các cuộc họp thượng đỉnh sau đó được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999. Hội nghị thượng đỉnh kinh tế cao cấp giữa hai nước diễn ra luân phiên trước khi bị đình chỉ sau phiên họp thứ 14 tại Tokyo hồi tháng Giêng năm 2016. Hôm 1 Tây tháng 12 vừa qua, hai quốc gia này cũng đạt được thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá tới 10 tỷ Mỹ Kim, đồng thời nối lại thỏa thuận đã hết hiệu lực từ năm 2015. Từ Philippines, một vụ đánh bom xảy ra ở tại một trường đại học khiến cho ba người thiệt mạng. Vụ nổ xảy ra ở tại Đại học Mindanao ở thành phố Marawi, trong một buổi lễ lớn của người Công giáo. Theo đài truyền hình Al Jazeera dẫn lại thông tin từ báo chí của Philippines, cảnh sát trường của khu vực nói với các bóng viên rằng giới chức đang điều tra về vụ nổ và đồng thời cho biết thêm là có khả năng đang được theo dõi là những thành phần ủng hộ cho tổ chức nhà nước Hồi giáo trả thù. Marawi là một thành phố bị các tay súng Hồi giáo bao vây trong 5 tháng và năm 2017 Quân đội Philippines cho biết họ đã tiêu diệt được 11 tay súng Trong đó có các thành viên của Daula Islamia Philippines là một nhóm thân với lại IS Trong một chiến sự vào ngày 1 tháng 12 ở tỉnh Maguindanao, Del Sur Tỉnh trưởng của tỉnh Maguindanao, Del Sur đã lên án điều mà ông gọi là một vụ đánh bom bạo lực Ông nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng những cuộc tấn công khủng bố nhắm vào các cơ sở giáo dục phải bị lên án vì đây là những nơi thúc đẩy văn hóa hòa bình và hun đúc giới trẻ trở thành những người định hình cho tương lai của đất nước. Đại diện của trường đại học Mindanao đã viết trên Facebook rằng nhà trường vô cùng đau buồn và lo sợ trước hành động bạo lực xảy ra trong một cuộc tập trung tôn giáo. Trường này cho biết thêm là đang tạm ngừng các lớp học cho đến khi nào có thông báo mới. Cộng sản Bắc Hàn mở văn phòng điều hành vệ tin chính xác Văn phòng điều hành về tin chính xác của Cộng sản Bắc Hàn được đặt tại Trung tâm Kiểm soát chung ở thủ đô Bình Nhưỡng, trực thuộc Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Hãng thông tấn trung ương của Cộng sản Bắc Hàn KCNA đưa tin. Thông tin này sẽ được thông báo cho Cơ quan điều hành thường trực và có liên quan của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Cộng sản Bắc Hàn và theo chỉ thị sẽ được cung cấp cho các đơn vị lớn được coi là lực lượng răng đe chiến tranh của chính phủ Bắc Hàn cũng như cơ quan chính xác của quân đội nhân dân Bắc Hàn. Trước đó, Cộng sản Bắc Hàn thông báo rằng họ đã phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên vào ngày 21 tháng 11 vừa qua. Bắc Hàn sau đó nói rằng vệ tinh chụp được hình ảnh của các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, của Tòa Bạch Ốc, của Ngũ Nhắc Đài và cả những khu vực mà Cộng sản Bắc Hàn xem là mục tiêu ở Nam Hàn. Thế nhưng, họ vẫn chưa công bố bất kỳ hình ảnh nào. Trong khi đó, Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh lên án vụ phóng vệ tinh của Cộng sản Bắc Hàn, cho đó là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Và lệnh cấm Bắc Hàn không được thực hiện bất kỳ vụ phóng nào sử dụng công nghệ đạn đạo như là phóng vệ tinh và phóng thử phi đạn. Hoa Kỳ cùng với Nhật Bản, Nam Hàn và nước Úc hôm 1 tây tháng 12 vừa qua đã áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Cộng sản Bắc Hàn liên quan tới vụ phóng vệ tinh này. Trong một bài báo đăng trên KCNA ngày 3 tây tháng 12, một nhà bình luận quân sự giấu tên của Cộng sản Bắc Hàn nói rằng Nam Hàn đã phá vỡ thỏa thuận xây dựng lòng tin quân sự giữa hai nước và việc Bắc Hàn phóng vệ tinh chính xác giống như những gì mà nhiều quốc gia đã thực hiện. Sri Lanka giải cứu khoảng 180 sinh viên bị mắc kẹt ở trên dãy núi Hathana. Cảnh sát của Sri Lanka ngày 3 tháng 12 cho biết họ đã phối hợp với quân đội giải cứu được khoảng 180 sinh viên bị mắc kẹt ở dãy núi Hathana thuộc về thành phố Kandy trong một chuyến leo núi. Theo sở cảnh sát của thành phố Kandy, các sinh viên gặp nạn đến từ khoa y của đại học Kelaniya ở tỉnh Ragama nằm về miền tây của Sri Lanka. Các sinh viên bắt đầu đi bộ đường dài vào sáng ngày hôm qua và đã bị lạc đường do trời mưa và có nhiều sương mù. Dãy núi Hatana nằm ở vùng cao nguyên miền trung của Sri Lanka là địa điểm thường được sinh viên nước này lựa chọn để tổ chức leo núi. Hàng năm ở tại khu vực này đều ghi nhận các trường hợp sinh viên bị lạc đường do thời tiết sương mù khiến cho tầm nhìn bị ảnh hưởng. Một loại vũ khí của samurai đã gây sốt tại Nhật Bản sau một đoạn video đuổi cướp thành công một nhân viên cửa tiệm trang sức ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản mới đây đã được ca ngợi là anh hùng sau khi người này ngăn chặn được vụ cướp và đuổi theo ba tên cướp bỏ trốn. Thế nhưng nhân viên này không được trang bị súng điện hay là bình xịt hơi, mà anh chỉ sử dụng một loại vũ khí được các samurai từng phát minh hàng trăm năm trước đây. Đó là Sasumata là một cây dài có gắn hai ngạnh cong ở đầu cây đoạn video cho thấy nhân viên của cửa tiệm này đã sử dụng tay để vung một cây sasumata nhằm khống chế ba tên cướp đang đội mũ bảo hiểm xe máy sau khi ba tên này xông vào cửa tiệm và bắt đầu đập phá các tủ kiến trưng bày hàng hóa sau đó người ta nhìn thấy nhân viên của cửa tiệm này đã dùng cây gậy sasumata để tấn công một chiếc xe mô tô có lẽ là phương tiện chạy trốn mà anh ta đã xô ngã xuống đất vài giây trước đó bị mất xe, ba tên cướp đã bỏ chạy khi bị nhân viên của cửa tiệm truy đuổi. Đài truyền hình TV Asahi đưa tin, những tên cướp đã không cướp được bất cứ thứ gì từ cửa tiệm này và không có người nào bị thương. Giới truyền thông Nhật Bản cho hay, hai nghi phạm đã bị bắt giữ trong sự việc xảy ra ở quận hạt Ueno của Tokyo, trong khi tên thứ ba vẫn chưa được tìm thấy. Sự việc đã tạo ra làn sóng quan tâm tới loại gậy Sasumata theo đài truyền hình NHK, thì Sasumata lần đầu tiên được các samurai sử dụng vào thời Edo từ năm 1603 tới năm 1868 để truy bắt tội phạm. Đài NHK cũng cho hay Sasumata là loại vũ khí vốn được thiết kế để khống chế người khác mà không làm họ bị thương nặng. Ngày nay vẫn được cảnh sát tại Nhật Bản sử dụng một vị đại diện của công ty Sanokiko tại tỉnh Tochigi, phía bắc của Tokyo, chuyên cung cấp phiên bản hiện đại của loại gậy Sasumata tiết lộ rằng, nhân viên bán hàng của họ đã nhận được tới 15 câu hỏi về sản phẩm này mỗi ngày, tức là nhiều gấp đôi so với trước khi vụ cướp ở Ueno lan truyền trên các trang mạng xã hội và trên các đài truyền hình thiết bị này có giá hơn 1.300 mỹ kim và số lượng hàng dự kiến sẽ bán ra tăng lên cùng với sự quan tâm tăng vọt đối với sản phẩm này. Một nữ sinh trung học đã sinh con ngay trong lúc đang làm bài thi ở tại Indonesia thưa quý vị. Một nữ sinh trung học đã sinh con ngay trong khi đang làm bài thi ở trường khiến cho các giáo viên và bạn học bị sốc. Theo báo The Street Times, giáo viên Muhammad Nushalit, người giám sát kỳ thi, nói rằng nữ sinh trên không có dấu hiệu nào cho thấy là cô ta sắp chuyển dạ. Thầy giáo kể, không lâu sau kỳ thi bắt đầu, ông nghe thấy tiếng ồn ào. Ông cảnh báo học sinh phải giữ trật tự và rồi nghe thấy tiếng trẻ khóc. Ngay lập tức ông liên lạc với một cô giáo để nhờ giúp đỡ. Nữ sinh và em bé được đưa đến một trung tâm y tế cộng đồng để điều trị. Tuy nhiên sau đó nữ sinh phải nhập viện do biến chứng liên quan đến quá trình sinh nở và em bé thì được đưa về nhà. Trang detik.com đưa tin tất cả mọi người, gồm có cả gia đình của em học sinh đều bị sốc vì không thấy có dấu hiệu nào cho thấy là em đang mang thai. Hiệu trưởng của trường là ông Sukadi nói trong suốt thời gian mang thai em học sinh đã không nghỉ ốm hay là bỏ lỡ buổi học nào. Ngay cả giáo viên thể dục cũng nói rằng em học sinh đó vẫn tham gia các hoạt động như là mọi học sinh khác. Tin đến từ Malaysia cho hay một nữ diễn viên nổi tiếng qua đời ở tuổi 37 vì sử dụng máy sấy tóc quá lâu. Giới truyền thông tại Malaysia đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Quincy Chang đột ngột qua đời khi cô đang ghi hình một chương trình giải trí. Theo hãng tin Sohu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô là do cô sử dụng máy sấy tóc và tạo kiểu tóc quá lâu dẫn đến cô bị sốc nhiệt và bị phình mạch máu não. Em gái của cô Quincy Chang xác nhận, Nguyên nhân cái chết của chị cô là do bị vỡ động mạch não. Trước đó, cô Quincy Chang trang điểm tạo kiểu tóc để ghi hình, thế nhưng cô đột ngột bị chóng mặt, bị nhức đầu dữ dội và cô được dìu vào trong phòng nghỉ. Cô qua đời 40 phút sau đó mặc dù đã được cấp cứu kịp thời. Gia đình cô Quincy đau buồn và bất ngờ trước sự ra đi của cô. Em gái của Quincy Chang cho biết rằng chị của cô có lối sống lành mạnh và giữ thói quen tập thể dục thể thao mỗi ngày cho nên sức khỏe rất tốt, không bị mắc bệnh mãn tính. Bác sĩ Ku Gia Hao cho hay, các báo cáo cho biết rằng cô Quincy Chang xuất hiện triệu chứng đau đầu và bị nôn mửa sau khi cô sấy tóc và tạo kiểu tóc. Điều này chứng minh việc sử dụng nhiệt độ trong thời gian dài gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh. Cô Quincy Chang sinh năm 1986 là một trong bốn thành viên nữ của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng tại Malaysia. Cô nổi tiếng từ năm 2 tuổi thông qua các cuộc thi tài năng cho trẻ em. Sau khi trưởng thành, cô tham gia nhiều cuộc thi ca hát và sắc đẹp, giành được nhiều giải thưởng lớn. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Hà Nội cấm triển lãm chân dung văn nghệ sĩ phản động nhà thơ và là nhà điêu khắc Phạm Xuân Trường vừa xác nhận ở trên trang cá nhân rằng Sở Văn hóa Thông tin của Hà Nội cấm treo 31 chân dung của văn nghệ sĩ bị dán nhãn là nhạy cảm. Cuộc triển lãm chân dung gò đồng các văn nghệ sĩ của ông Trường khai mạc ở tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ hôm mùng 2 đến mùng 8 tháng 12 trong danh sách văn nghệ sĩ bị cấm có những tác giả đã qua đời như là Hoàng Cầm, Trần Đức Thảo, Trần Dần, Phùng Quán, Bùi Ngọc Tấn, vân vân. Bên cạnh đó là những tác giả kỳ cựu như là Vũ Thư Hiên, Nguyên Ngọc. Ngoài ra còn có những tác giả bị cho là có tác phẩm và ý kiến phản biện ở trên mạng xã hội trái với ý của nhà cầm quyền hoặc là thành viên của Tổ chức Văn đoàn Độc lập Việt Nam như là Thái Bá Tân, Bùi Trí Vinh, Ý Nhi, Hoàng Hưng, vân vân. Viết ở trên trang cá nhân, Nhà thơ Thái Hạo cho rằng lệnh cấm của Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội đến từ sự rút nát cùng cực. Trong khi đó ông Nguyễn Xuân Diện, tiến sĩ Hán Nôm và cũng là một trong những người có chân dung bị cấm treo ở trong cuộc triển lãm thì nửa đùa nửa thật ở trên trang cá nhân rằng thành ủy Hà Nội nên chỉ đạo cấp phép cho một triển lãm những người còn lại treo 31 tác phẩm bị cấm. Trước cuộc triển lãm lần này, ông Phạm Xuân Trường đã từng được báo văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam vào năm 2021 ca ngợi là quái kiệt đất cảng do ông sinh trưởng ở thành phố Hải Phòng. Được biết là ông Trường vốn là thợ cơ khí của nhà máy đóng tàu Tam Bạc, vận chuyển hàng hóa. Một kiều nữ tại Việt Nam lừa tới 7 triệu Mỹ Kim ở tỉnh Nghệ An sắp phải ra hầu tòa. Theo dự kiến phiên xét xử, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh với cáo buộc là lừa đảo 7 triệu Mỹ Kim sẽ diễn ra ở Tòa án tỉnh Nghệ An vào ngày 6 tháng 12. Theo tờ báo Pháp luật Sài Gòn ở trong nước, trước khi bị vướng vào vòng lao lý, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, năm nay 30 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, cư ngụ tại thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An, được xem là một kiều nữ thành đạt. Cô ta đi xe hơi tiền tỷ để thuyết phục các nạn nhân đưa tiền cho cô ta. Trong vụ án này có tới 43 người ở các tỉnh như là Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Sài Gòn, Đắk Lắk cùng với hai ngân hàng được ghi nhận là bị hại của Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Cáo trạng của vụ án cho hay do không có tiền tiêu xài và không có tiền để trả nợ, cho nên từ tháng 11 năm 2021 cho tới tháng 4 năm ngoái, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh đã kêu gọi nhiều người góp tiền cho cô ta đầu tư mua bán nhà đất rồi chia lại lợi nhuận. Tuy vậy, sau khi nhận tiền, thì Nguyễn Thị Thúy Quỳnh không mua đất đai mà đi trả nợ cũng như tiêu xài riêng cho cô ta. Trong số các nạn nhân, người bị lừa nhiều nhất là bà Trần Thị Loan, cũng ở thành phố Vinh bị lừa tới 1 triệu 500 ngàn Mỹ Kim. Sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh được ghi nhận đã nộp tiền mà người ta gọi là khắc phục hậu quả 740.739 Mỹ Kim. Liên quan tới vụ lừa đảo nêu trên, tờ báo Công an Nhân dân trong nước hồi cuối năm ngoái cho hay, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh là con gái của ông NVH là một chủ nhà hàng lớn ở thành phố Vinh. Theo bản tin này, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh kêu gọi các nạn nhân đưa tiền, rồi cứ theo chu kỳ 20 hoặc 30 ngày sau khi bán được lô đất nào, thì cô ta sẽ phân chia lợi nhuận lô đất đó sòng phẳng. Nhiều nạn nhân do tin tưởng nên đã vay mượn tiền của anh em, bạn bè, người thân để cống nạp cho Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Cũng theo tờ báo Công an Nhân dân trong nước, các nạn nhân của người này đã yêu cầu ngân hàng sau kê giao dịch à, chương mục ngân hàng của kiều nữ nói trên và phát hiện ra các khoản tiền lừa đảo đều được chuyển khoản cho những người quen biết, anh em, bạn bè của cô ta. Chợ Khe Tre ở trung tâm huyện miền núi Nam Đông thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bị bốc cháy dữ dội. Hàng trăm quầy hàng bị thiêu rụi. Mặc dù trời mưa nhưng ngọn lửa lan nhanh, khói bốc cao, bao trùm khu chợ hơn 2.000 mét vuông với hơn 300 quầy hàng. Thấy có cháy, người dân xung quanh đã hỗ trợ cho tiểu thương dập lửa và cứu hàng. Một người nói rằng ngọn lửa quá lớn không thể tiếp cận được trung tâm chợ cho nên chỉ đưa được một số hàng hóa tại các quầy gần mặt đường ra ngoài. Nhiều tiểu thương khóc lóc và la hét bởi vì hàng hóa vừa nhập về để bán trước Tết. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động 9 xe cứu hỏa cùng với 70 nhân viên đến hiện trường. Tuy nhiên, đường lên huyện Tam Đông gần đến 50 cây số, lửa đã bao trùm khu chợ trước khi lực lượng cứu hỏa đến nơi. Chủ tịch của huyện Nam Đông cho biết, đến hơn 7 giờ đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, hàng hóa của tiểu thương bị thiêu rụi, thiệt hại rất lớn khi nơi đây có 335 hộ kinh doanh. Nguyên dân nhân của đám cháy hiện nay vẫn đang được điều tra. Một phụ nữ 36 tuổi ở tỉnh Hà Tĩnh tử vong dưới hố của một công trình xây dựng tại cánh đồng thuộc huyện Lộc Hà khiến dư luận xôn xao. Trước đó vào sáng ngày 11 tây tháng 11, một phụ nữ có tên là An cùng với một số người hàng xóm đi ra cánh đồng ở xã Phù Lưu Bắc Ốc thì bị rơi xuống hố. Đây là hố do một công trình xây dựng đào và phụ nữ này đã bị chết đuối. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy vào buổi trưa cùng ngày. Vào thời điểm gặp nạn thì người phụ nữ này đang mang thai tới tháng thứ tư và gia đình của cô thuộc dạng khó khăn. Sự việc xảy ra tại hố nước ở công trình xây dựng thuộc dự án đường dây và trạm biến áp 110 kW đi qua huyện này. Dự án nói trên do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư xây dựng là 5 triệu 500 000 Mỹ Kim, đi qua hai huyện Lộc Hà và Can Lộc. Nơi mà phụ nữ nói trên bị rơi xuống hố tử vong thuộc cột số 35 nằm tại xã Phù Lưu. Một lãnh đạo ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên ISO của Đắk Lắk cho biết là đã có báo cáo ban đầu về vụ việc là một nhân viên kiểm lâm đã tử vong khi tuần tra rừng. Nạn nhân là một người đàn ông 49 tuổi, phó trạm trưởng phụ trách trạm kiểm lâm số 2 theo vị lãnh đạo của khu bảo tồn, khả năng người đàn ông này tử vong là do khoảng 14 vết đạn hoa cải chúng một người gây ra sát thương. Theo báo cáo của khu bảo tồn thiên nhiên ISO, vào lúc 5 giờ ngày 2 tháng 12, một nhân viên của trạm kiểm lâm số 2 thức dậy thì không thấy người đàn ông này ở trạm và cũng không thấy có đồ bảo hộ và giày đi rừng hàng ngày của ông. Đến trưa khi không thấy ông trở về nên lực lượng kiểm lâm ở trong trạm đã tổ chức đi tìm. Trong lúc tìm kiếm, lực lượng kiểm lâm phát hiện ra xe máy của ông để tại khu vực trạm thường hay giấu xe để đi tuần tra rừng. Và chìa khóa thì vẫn còn cắm ở trên chiếc xe. Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, mùng 2 tháng 12, phát hiện ra ông đã tử vong ở trong một dãy bắp. Nhận được tin báo, cơ quan hiệu trách đã tiếp cận và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định người đàn ông này bị bắn vào vùng bụng bằng súng hoa cải với hàng chục vết đạn ở trên người. Hiện nay, cơ quan hiệu trách vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Bưu điện thành phố Sài Gòn kế bên nhà thờ Đức Bà được lọt vào danh sách 100 địa điểm thú vị của thành phố Sài Gòn năm 2023. Mới đây, thành phố Sài Gòn đã chính thức gắn bảng vàng công nhận Bưu điện Sài Gòn là một trong những địa điểm thú vị của thành phố. Đây cũng là hoạt động khởi động cho việc công bố 100 địa điểm thú vị của chương trình mang tên Sài Gòn 100 điều thú vị năm 2023 được phát động từ tháng 12 năm ngoái. Sau 4 tháng thì chương trình này đã tiếp nhận được 300 lượt đề cử và ứng cử. Đến tháng 4 vừa qua, buổi lễ bình chọn chương trình Sài Gòn 100 điều thú vị đã diễn ra trong khuôn khổ lễ khai mạc ngày hội du lịch Sài Gòn. Nhiều công ty, nhiều cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, du khách cũng như người dân thành phố đã được mời để bình chọn. Sau gần 8 tháng thì chương trình đã nhận được hơn 104.000 lượt bình chọn đối với 10 hạng mục tiêu biểu. Và mỗi nơi khi được bình chọn sẽ được gắn bảng vàng. Và thành phố Sài Gòn cho biết như sau, 100 điều thú vị của Sài Gòn được công bố là cuốn sách cẩm nang cho những người đến thành phố này để khám phá hoặc là du lịch. Cuốn sách 100 điều thú vị tại Sài Gòn năm 2023 bao gồm các chương trình, các địa điểm, các điểm check-in, cũng như các điểm giải trí vui chơi, cũng như là các cơ sở du lịch. Và sau đây là những phần tin liên quan đến địa phương, thưa quý vị. Cư dân của Granada Hills bắn chết kẻ trộm đột nhập vào nhà. Nhà chức trách cho biết là một chủ nhà ở Granada Hills mới đây đã bắn chết một trong hai kẻ trộm đột nhập vào nhà. Theo cảnh sát LA, cảnh sát đã nhận được báo cáo về một kẻ rình mò ở dãy nhà 11.400 trên đại lộ Swinston ngay gần đại lộ Rinaldi. Phía cảnh sát nói rằng một nghi phạm đã chết ở hiện trường sau khi bị người dân bắn. Kẻ đột nhập còn lại đã bỏ trốn và hiện nay vẫn còn đang bỏ trốn. Nghi phạm đã chĩa vũ khí vào nạn nhân khi bị chủ nhà bắn vào họ. Các nhà điều tra tin rằng một nghi phạm khác đã bị thương. Phó cảnh sát trường của sở cảnh sát LA County là Alan Hamilton tin rằng có ít nhất một hoặc là hai nghi phạm khác có liên quan đến vụ trộm này đã rời ra khỏi hiện trường. Một người bà và một đứa trẻ chập chững tập đi đang có mặt ở nhà khi vụ đột nhập xảy ra, nhưng không có người dân nào bị thương. Những người hàng xóm nói chuyện với Eyewitness News cho biết loại tội phạm này xảy ra thường xuyên. Cảnh sát tin rằng các nghi phạm liên quan đến vụ đột nhập này có liên quan đến các vụ đột nhập vào các nhà khác. Và bất cứ ai có thông tin thì được khuyến khích hãy liên lạc với cảnh sát. Đám cháy tại gara chiếc máy bay ở thành phố Thurston đã được dập tắt hoàn toàn. Mới đây, một gara chứa máy bay ở phía bắc căn cứ không quân thủy của lục chiến Tustin cũ bị cháy, nhưng chưa rõ nguyên nhân, phá hủy một phần công trình lịch sử này và khiến cho tro bụi, mảnh vụn độc hại bay khắp nơi xung quanh suốt nhiều tuần lễ. Lính cứu hỏa đã chế ngự được đám cháy ngay hôm đó, thế nhưng hàng loạt các đốm lửa lóe lên trong những tuần sau đó, khiến cho cư dân của thành phố Tustin lo lắng vì cơ quan hữu trách thấy có bụi amian, tức là asbestos và các loại kim loại nặng như là chì, thạch tín và nickel trong các mảnh vụn mà họ đã lấy được gần đám cháy. Các loại hóa chất nguy hiểm đó đã khiến cho quận Cam công bố tình trạng khẩn cấp. Các trường học đóng cửa và nhiều chương trình ngoài trời ở thành phố Tustin cũng như xung quanh đã bị hủy bỏ. Nhóm giải quyết chất độc hại ở quận Cam tuyên bố đốm lửa cuối cùng tại... À, gara chiếu máy bay nói trên đã được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy kéo dài tổng cộng suốt 24 ngày và là một trong những vụ cháy building khó dập tắt nhất trong lịch sử của quận Cam. Cơ quan cứu hỏa quận Cam đang điều tra về nguyên nhân của vụ cháy và ông Austin Lumber là thị trưởng của Thurston yêu cầu lực lượng Hải quân Hoa Kỳ hãy giải thích rõ ràng sự việc trong những ngày tiếp theo. Gara chiếu máy bay nói trên từng là nơi chứa chiếc khinh khí cầu nhỏ sử dụng trong thời địa nhị thế chiến và sau đó dùng làm nơi chứa trực thăng của quân đội. Và sau đây là bản tin cuối thưa quý vị. Số vụ tội phạm về căm thù đã gia tăng ở tại quận Los Angeles, phá vỡ kỷ lục 21 năm. Theo một báo cáo được Ủy ban Nhân quyền của quận Los Angeles công bố trong tuần này, tội phạm thù ghét đã tăng đến 18% vào năm ngoái so với năm trước. Điều này bao gồm số liệu kỷ lục về sự căm ghét chống lại người chuyển giới và những lời dèm pha chống lại người nhập cư, cũng như là sự gia tăng bạo lực về tội phạm thù ghét. Mặc dù những loại vi phạm này đã tăng mạnh trong nhiều năm, với mức tăng là 143% kể từ năm 2013, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho chính quyền địa phương. Báo cáo cũng cho thấy là sự gia tăng kỷ lục về các vụ tội phạm căm thù đối với cộng đồng người Mỹ gốc Phi và người Do Thái Đối với những hành vi chống người da màu vẫn tiếp diễn kể từ vụ thảm sát Tusa, chưa kể đến vấn đề George Floyd, con số đã tăng đến 34%. Trong khi đó, tội ác căm thù người Do Thái thì tăng vọt đến 59%. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Vietchannels app, trên Youtube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5 kính chúc quý vị một ngày mới bình an và hạnh phúc xin trân trọng kính chào